December, you'll barely remember. Think of our friendship, a part of my heart rips. I want you to know, even though it doesn't show, I want you to know, I miss you. When I've raised about you, they know that it's all true. They call me a fool, cause I still wanna be friends with you. I want you to know, even though it doesn't show, I want you to know, I miss you. Oh, miss the days we prank called each other. Oh, miss the days we played sports together. You won't remember these memories, but I'll make sure that I'll keep them with me. Goodbye, goodbye, good friend, goodbye. I'll miss the days we laughed together. Goodbye, good friend, goodbye. I'll miss the days we sang together. Little Five đang có mặt ở thành phố Budapest. Và đây là dương cung thánh đường St. Stephen Basilica. St. Stephen Basilica là nhà thờ lớn nhất ở Budapest và ở Hungary. Nhà thờ được xây lên và đặt tên để tưởng niệm vị vua đầu tiên của đất nước này, St. Stephen. Nhà thờ mang kiến trúc tân cổ điển, là nhà thờ công giáo linh thiêng nhất ở Hungary. Hiện nay còn lưu giữ di vật được tôn kính nhất, đó là bàn tay phải của vua St. Stephen. Mọi người có thể vào nhà thờ tham quan và mua vé để lên cao ngắm panorama toàn cảnh thành phố. Nghe là mùi rượu nóng rồi bên. Được xây vào năm 1851 và mất 54 năm để hoàn thành, dương cung thánh đường St. Stephen Basilica Budapest đã tồn tại đến nay là 118 năm kể từ khi được hoàn thành vào năm 1905.
Nghe không giá dữ hả? No food, no drink. Rồi, hãy chào bạn nhé. Này bán souvenir mà. Đâu bán vé bên kia cả. Được. Vé rồi bán đâu ra mẹ thì đồng ý. À. Ở phía trước của nhà thờ thì có một chợ Giáng sinh rất là lớn. Hồi nãy em tưởng cái này nè, nay mới thấy được chữ Bethlehem nó là vậy đó. Bethlehem. Ủa gì có ông gì cầm cái đèn thần Aladdin. Nơi xa xưa, ngày hàng bề lên măng nha. Chúa Giáng sinh tâm đêm lạnh nhiều kì. Một đồng xu đó ai để giờ à? Chắc người ta Euro á. Ừ, chắc khách. Hôm nay Little Five sẽ không đi tham quan nhà thờ mà sẽ dẫn mọi người đi chợ Giáng sinh ở đây nha. Mình đang ở chợ Giáng sinh ở bên ngoài cái sân của cái nhà thờ Basilica St. Stephen. Vô trong thì phải mua vé. Bây giờ tụi mình sẽ vô chợ Giáng sinh nha. Khi không khí bắt đầu lạnh hơn, hương thơm quế hồi trong những ly rượu giang nóng bắt đầu tỏa khói trong các gian bếp. Những ánh đèn lấp lánh nhiều màu thì cũng là lúc chợ Giáng sinh trở nên tấp nập, đông đúc và vui nhộn. Quá trời bánh macaron luôn nè. Những cái kẹo Giáng sinh lollipop. Macaron. Macaron đủ màu. Advent Basilica, Dương Cung Thánh Đường Mùa Giọng đã đoạt giải chợ Giáng sinh đẹp nhất châu Âu năm 2019, 2021 và 2023. Với câu slogan "Nơi tình yêu nắm lấy tay bạn", Dương Cung Thánh Đường Mùa Giọng, hội chợ Giáng sinh đẹp nhất và độc đáo nhất của Budapest và toàn châu Âu đã mở cửa từ ngày 17 tháng 11 năm 2023 đến ngày 1 tháng 1 năm 2024 trước Vương Cung Thánh Đường Thánh Stephen. Đây có mấy cái hộp thủ công nữa kìa, nhưng mà không phải hộp âm nhạc. Đây là đồ len, đồ lông, đồ da. Nhìn giống chợ nhà lòng á. Ở đây có con cú nè. Bánh này giống của trường dùng cho không? Thì là nó xuất phát từ đây hả? Coated marshmallow treat. Mình sẽ giới thiệu cho mọi người một món bánh truyền thống của Hungary nha. Đây là bánh ống khói, chimney cake. Cũng 2.000 á, bên kia cũng 2.000 á. Ở trong nó quá trời. Ở trong. Là
nó bán một ống khói. Một cái bánh ống khói thì có giá là từ 2.000 đến 2.400 forint, khoảng 5 đến 7 euro và tầm 140.000 đến 170.000 Việt Nam đồng, tùy hương vị và loại bột mà khách chọn để rắc lên bánh. Hương vị truyền thống sẽ là hương quế, ngoài ra còn có hương vani, cacao, hạt óc chó và nhiều loại khác nữa. Có bán mấy cái nhỏ nữa nè hả? Có bán mấy cái mẫu nhỏ nhỏ nè. Thơm quá. Ừ, hôm mua cái nhỏ. Nếu muốn ăn. Cái người ta phết lên mấy cái hương mà mình chọn á, đổ lên thì cũng không. Ờ, thôi. Phết lên, phết dầu. Phết dầu. Mà thấy nó bự hơn thì phải, thấy nó dài hơn á. Ý là quấn bột vô cái cây đó nhiều lớp. Bánh có dạng hình trụ, được làm bằng cách lăn bột quanh một cái xiên gỗ rồi quay trên than nóng. Cục bột hay cục bột bánh mì vậy á. Cán cán qua một lớp bột mì hay đường, chắc là đường á, để nướng cho nó đỏ nâu rồi lên. Cây bự ghê á. Đó, dát xuống nướng. Đó, cục gỗ hay cục gỗ vậy? Cục gỗ. Khi nướng thì lượng đường rắc vào sẽ tan chảy thành một lớp phủ caramel dính. Sau đó, những người thợ làm bánh sẽ rắc lên bột cacao, quế, quả óc chó xay hoặc là các loại khác để phủ lên trên chiếc bánh nóng hổi. Có nhúng kẹo gì nữa. Chiếc bánh mỏng, rỗng, rất phù hợp để vừa đi vừa nhâm nhi. Mình có thể xé những dải bánh xoắn ốc bằng tay, nghe hương thơm quế hồi phảng phất và cảm nhận hơi ấm tỏa ra. Bự ghê. Mãi lo học nghề, lo ngắm những người thợ làm bánh mà một lát sau tụi mình quên mất là mua bánh ăn thử luôn. Đến ngày cuối chuẩn bị ra sân bay bay về thì tụi mình mới mua được cái bánh ống khói nổi tiếng ở Hungary. Có một quầy bán bánh ống khói ở nhà ga. Không vậy thôi. Mua đi. Vì bán ở đây nên quầy nhỏ và người ta cũng không có biểu diễn cách làm cho khách coi như là ở chợ Giáng sinh nữa. Tuy vậy thì cái bánh ống khói cũng rất là ấm nóng khi đến tay của mình. Budapest nè, cái bánh có hình ống khói á, chimney cake á. Tại là mình mua cái bánh ở nhà ga, hương là cacao. Ăn bột như bột bánh mì. Người ta nướng lên, ở trong nó lỏng ruột. Ở ngoài người ta nhúng hết bột sô-cô-la, cacao lên. Bự vậy? Có dây dây hả? Có dây dây hả? Mấy điểm? Rồi. Đây là sân bay Budapest. Cũng không quá bự. Là dọn cái trang mình. Ok. Thôi. Chuẩn bị vô. Ăn thử cái gì. Có chữ Budapest.
Thì vậy trời móc. À. Truyền thống á sao? Này, bánh ống khói là một loại bánh ngọt của Hungary, thì langos cũng là một món ăn truyền thống của đất nước này. Langos là một loại bánh mì chiên của Hungary, bên trên thường được phủ tỏi, kem chua, phô mai dụng và các nguyên liệu khác. Trong tiếng Hungary, lang có nghĩa là ngọn lửa, và từ langos mô tả cách làm ra loại bánh này là được nướng bằng lửa. Với dạng phẳng và được rải đầy phô mai, langos được rất nhiều người gọi là bánh pizza của Hungary. Có nguyên cái chảo, kêu bằng cái gì đó, cái nồi để nấu rượu luôn nè. Moon wine là tiếng Anh á. Ờ, có cái tiết nè. Hot homemade punch moon wine. Sao nhìn vô cảm này cái nắng đẹp ha, nhìn màu sắc sặc sỡ mấy cái đồ nào măng nỉ. Đây có bàn ngồi ăn nè. Và bên đây lấy ta đang ván hạt dĩa. Hạt dĩa bự. Cái trong siêu thị Strudel hả? À, là bánh nhân táo hả? Có mấy bao hạt dĩa. Ồ, cái tủ đựng nhìn đẹp quá ha. Đồ cổ đó. Đây là hạt dĩa nướng. Đây có nguyên một cái để nướng hạt dĩa nè. Có cái ống khói nữa. Tính chí mình khá đối với nhà bán hạt dĩa rang muối. Có cái bánh mì gì như cái dừa vậy? Hùn chó. Chó không đủ. Ăn quá. Bán rượu ở Pulash là cũng là một món của Hung á. Mà món đó là món đồ mặn. Hot wine, blue van. Có mấy cái lọ nhìn giống như nấu súp vậy. Cũng rậu đông á ha. Quẹo qua đây đi, nãy mình kêu quẹo qua đây. Ở đây có cái lò lửa. Ủa đang nướng cá hồi. Ồ, mấy miếng cá hồi nướng luôn kìa. Cái gì? Thơm quá. Bên đây có mấy cái cây cải. Đang ngoài nè. Này salad đi lạp. Này salad có cam. Đây là cá hồi nướng. Ăn với khoai tây. Ủa Hung nè. Giống cái bán kiểu gì. Ờ, giống thiệt. 4.000. Này có very hot. Very hot là rồi. Trong bố trong cái bố mình very hot. Ừ. Santa Claus, no man. Hello.
ơi, cười quá. Trời ơi, quá trời sô-cô-la. Cái chim hả? Cái bớt chắc đựng xu hả? Nhìn bớt sao bỏ túi à, chắc mấy người mà dắt cái ngay cái gì? Dạ. Có phá hả? Chắc vậy. Cái ra đó đi. Cứng không? Lẻ không? Đây là một cái nồi nấu rượu khác. Ủa, có hot white màu trắng nữa kìa. Nghe nó hot white, white. Yeah, hot white red. Nó đang nói một vòng 4 năm nè. Ốc khói luôn. Cái giá này còn quế ăn xanh bụng quá. Cái bánh mì vừa bự quá vậy. Người ta ngồi ăn quá, ở bên kia còn nữa kìa. Bự quá vậy. Ăn thèm tầm. Còn tầm á là gì nữa? Cái này đốt ngang hay đốt đèn cầy gì á, cái nó sẽ tỏa khói ra mấy cái lỗ. Mình chưa đi hàng ở giữa và hàng bên kia. Nhìn cổ điển quá ha. Cái viết kìa. Đẹp ha. Nhỏ nhỏ. Notebook. Ừ, ghê ạ. Thôi người con này ghê quá. Bông sứ. Bông bằng giấy. Bông sứ đó. Đẹp quá ha. Ông kê cũng đẹp kìa. Nhập đứng nhập nhập. Chắc vậy đó. À, xin nít gel nè. Có bán cái giò heo.
nhiều đồ ăn quá giống như buffet vậy. Bự ghê. Đó rồi. Ủa. Bán xà bông. Hàng 8. Ồ, ở đây có mấy chùm sâu. Mấy chùm gia vị đó không kêu bạn gì. Mấy cái chùm này nè là khô quá mà nó có mùi thơm á, như là quế nè, lá chanh nè, trái gì không biết, mấy cam khô thơm ghê luôn á. Thử đi chồng. Thơm quá. Thơm quá. Đẹp quá ha. Thơm ghê. Có bán tinh dầu nữa. Wow. Có ba ơ. Trong kia quá trời luôn kìa. Có mấy cái chùm ngắn hơn nè, người ta giảm bớt cơn nguyên liệu thì giá sẽ rẻ hơn. Wow, quá đẹp quá ha. Trong cái chùm thì chùm ngàn ngàn. Có nguyên một xe thông luôn. Quá đẹp. Cái này treo trong nhà chắc thơm lắm á. Ồ, ở đây còn quầy hàng nữa hả? Nhiều quá vậy. Có quầy hay quầy ạ? Mấy cái đèn á. À nữa ghê. Cái quầy này đâu tách biệt vậy? Ở đây tách biệt quá có ý luôn. Ở đây bán rượu kìa. Bán ngay đây luôn. Hết rồi. Hết rồi. Được quá. Chỉ còn kìa. Còn luôn. Kìa vậy. Đó kìa. Ô cái ông nào đây? Nào buồn bự vậy? Này nó mê làm được. Ồ tới cái bánh đó nữa rồi. Ồ, ở đây có nguyên cái xe ở ngoài luôn nè. Phải đổi thành nước thịt nướng. Ừ. Ủa đây tới 2.900, 2.500 luôn. À mấy cái cơ bản thì 2.000. Ừ cái này là quá trời quá đất. Xe 50%. Ừ. Ở đây có 16.000 nè.
Không, cái này 16 ngàn. Ghê vậy? Thôi chắc không dám mua. Áo banh này có rẻ hơn không? Ừ. Áo banh này. Resident of a mansion with halls I'd never mention and rooms that I don't think I've ever seen. Skeletons in the closet with shirts I haven't worn yet and clothes I've worn since I was 17. Close the door and bolt it shut, 'cause you're the only one I trust. What can I do to help you feel the same for me? Baby, don't be unforgiving, 'cause I already have no sympathy for myself. Nó trang trí gì ghê vậy? Ở đó là cảnh gì? Cái nhà ga của City em. Không biết gì. Wow. Nhìn như cái bánh bánh chim gì. And let it melt. So long after the days we are pushing them daisies, I will be alone. Songs on the roses, they never know if I've seen them all. I'll give you all of me unreservedly, yeah. Baby, for myself, and darling, I'd be more than willing. Nhìn hát đẹp quá. Az opera következik. This train terminates here. Please leave the train upon arrival. No. Goodbye. Ồ, con người kìa, đâu phải mình mà. Con người. Mạnh quá vậy. Có mấy cái chai gì chổng ngược vậy ta? Cái gì vậy? Có đùi gà nữa
Thì đặc sản thì thử cho biết chứ chưa chắc hợp khẩu vị. Ủa ở đây cũng có cái đó nữa kìa. Chắc chi nhánh nhượng quyền rồi. Bởi cái bà bán gì không phải bà đâu, không phải bà chủ đâu. Ồ, lượt ngà dâu nha. Chiết lượt ngà. Chiết lượt ngà. Biển hoàng sa. Kẹo bánh gì đó. Ủa này giống bên kia quá vậy. Không nhớ luôn. Belgian chocolate. Giật quá. Đây cũng có chim nhỉ. Nông nan nông nan. Dạ gần hơn nè, chồng có muốn chụp không? Đây à. Hoa chụp đây rồi đi. Dòng người mưa vắng. Dù bay. Bằng kia có cái thông. Hotel gì bự chứ. Cam viết. Cô virus. Gì vậy? Hôm nay có chỗ trưng bày xe quá vậy. Hả? Trời ơi. Gì vậy? Boss.
bus. À, cái xe là bus. Không có ba lo em ổn. Không, bus là cái này nè. Bus là cái này nè. Quá trời lung linh luôn. Rồi ăn uống bên là lửa. Ồ, có hai chim bồ câu trắng. Có mướn chụp hình không? Thôi không quay nó, họ nó đòi tiền. Bữa nay nữa nè. Hai con gì vậy? Nắng ra nè. Nói nghe tiếng nhịp. Nó là no thanks. Đen quay. Ủa là hết trẻ không hả? Có con gì bự cả mình kêu kìa. Nó cuối đường á. Xe mà. Ở con giống con mèo quá vậy. Năm sau là năm ổ ở đây tay mà. Đến đó năm sau là năm con mèo. Quá cười quá. Ở trên mạng nào quá thấy gì. Nỗi khổ của những đứa designer lên mạng search hình mẫu cho năm quý mão. Năm sau là năm quý mão. Gì mão đó. Lên ba là quý. À, lên mạng search năm 2023 toàn ra con thỏ. Tại bên Trung Quốc là con thỏ. Tự nhiên em nè biết. Nhưng mà mấy nước khác hình như nó cũng là con thỏ không? Nè biết. Nhật đồ, ở Nhật hình như hết tết âm rồi. Nhật có bỏ. À, cái con này của Lindo. À, chocolate Lindo. Chocolate drinks. Ồ, nó bằng hơi. Ôi dồi. Ôi dồi. Vậy con gấu hả? Con này là con gấu linh đồ, hay là con mèo? Mập quá. Che hết cái đường. Cần một người sưởi ấm. À, ôm hộp quà. Mà sao nhìn buồn quá vậy? Làm cái mặt đau khổ. Này cầm gì vậy? Hai con rắn hả? Cây kiếm có hai con rắn. Ghê quá hả? Qua lại cái ta. Quanh lại. Nếu thấy video này hay, mọi người cho Little Five xin một lượt đăng ký và một lượt like nha. Sự ủng hộ của mọi người sẽ là động lực để Little Five tiếp tục trong cuộc hành trình xây dịch và giới thiệu nhiều địa điểm hơn trong tương lai. Little Five xin cảm ơn tất cả sự đồng hành.